không có một cầu thủ ngôi sao nào thực sự nổi bật giống như vai trò của Chanatip ở đội tuyển quốc gia, nhưng họ vẫn cho thấy những nét đáng sợ của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đó là chất lượng của từng cầu thủ, từng vị trí, lối chơi đồng đội, khả năng xuất xa và đặc biệt là việc chơi hay hơn qua từng trận đấu. Hoàng Đức, Chay Pipat, bóng chạm vào gót của Patrick Gustafsson. Thái Lan sẽ rất mạnh trong những tình huống đánh trung lộ, sau đó các tiền vệ của họ rất tự tin để thực hiện những cú chọc khe cho các tiền đạo thoát xuống. Đúng như dự đoán về cuộc chơi này, cuộc chiến ở tuyến giữa đang thực sự căng thẳng. Quả ném biên dành cho U23 Việt Nam. Ngay cả Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng thường xuyên phải tham gia vào những tình huống tranh chấp. Rõ ràng khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc so tài ngày hôm nay. Trong tất cả những trận đấu quan trọng thì ông Mano Polking không thay đổi 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân trong sơ đồ 4-2-3-1. Có lẽ đó cũng một phần lý do mà Huỳnh Công Đến được lựa chọn để có thể chia lửa tốt hơn trong một ngày mà chúng ta sẽ phải đá khác những trận đấu trước, khi mà mọi đối thủ đều cố thủ, còn ngày mai sẽ là một Thái Lan tích cực tổ chức tấn công. Pha xử lý tốt của Vũ Tiến Long. Ayfan Dolo. Chính xác. Một tình huống bản lĩnh của Lê Văn Đồ, người cũng chơi hay hơn qua từng trận đấu tại SEA Games 31. Cuộc SEA Games 2019 là cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta hòa trước Thái Lan và cùng với đó cũng loại luôn đội bóng này. Thế Linh đã ghi bàn 5 phút sau khi Thái Lan dẫn trước chúng ta 2 bàn. Và khi trận đấu bước sang phút 72, Tiến Linh lại là người thực hiện quả penalty thành công để ấn định tỷ số là 2-0. Hợp lý, Văn Tông. Trận đầu tiên tại SEA Games chúng ta gặp một đối thủ có khả năng kiểm soát. Cơ hội dành cho các bạn Việt Nam. Lỗi của Đỗ Hùng Dũng. Các tiền vệ của Thái Lan đang cố gắng tạo ra một hệ thống phòng ngự từ xa và không cho những tiền đạo của chúng ta có cơ hội được tiếp cận gần với khu vực 16m50. Còn chúng ta thì cũng sẵn sàng cho những tình huống tranh chấp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng có những tình huống phạm lỗi vừa đủ ở biên phần sân của đối phương hoặc ở xa khung thành của Văn Toàn. Tranh chấp rất tốt của Pania, cầu thủ mang số 7 này cũng rất lợi hại bên phía U23 Thái Lan. Chính xác. Hùng Dũng. Rất hay. Tiến Long. Vẫn là Tiến Long. Đây là một trận đấu lớn và các cầu thủ trẻ chắc chắn là không khỏi có những áp lực và sự hồi hộp. Hy vọng rằng những áp lực đó cũng sẽ một phần trở thành động lực để giúp cho U23 Việt Nam thành công trong trận đấu này. Vũ Tiến Long. Thì các cổ động viên ở mọi lứa tuổi đã đội mưa đến sân Mỹ Đình. Đội bóng của chúng ta, Tiến Linh. Cú đẩy bóng hơi dài của Lê Văn Đô. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park. Đây là Chonapat Buphan. U23
23 Thái Lan cho thấy sức ép. Nhưng bây giờ vẫn là thời điểm mà chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng. Hùng Dũng, đường truyền vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hàng phòng thủ 23 Thái Lan. Văn Tông, Văn Tông. Chỉ một cái bóng rất hay. Phan Tuấn Tài. Đánh đi. Quay đầu của Tiến Linh. Bóng đúng vào vị trí của Cao Win. Trong những trận gần đây, chất lượng những cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài là tốt hơn rất nhiều rồi. Và chúng ta còn nhớ không, chính Phan Tuấn Tài là người đã tạt bóng để Bảo Toàn đánh đầu, giúp chúng ta đánh bại U23 Thái Lan trong trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất đó đã giúp U23 Việt Nam đăng quang tại Campuchia.